bảo mẫu đút cháo như nhồi vịt, đánh liên tiếp vào đầu trẻ để chống ói. Sáng ngày 29 tháng 4, ông Nguyễn Tấn Lợi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đức Hòa, Long An cho biết, cơ quan chức năng đã xác định vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục HBH tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Cơ sở này do một người ở tỉnh Đồng Nai mở và hoạt động từ năm 2017, có giấy phép của ngành chức năng. Theo đó, cơ sở này đang nuôi giữ, chăm sóc gần 50 trẻ. Cháu bé trong clip hiện hơn 30 tháng tuổi, được gửi ở cơ sở từ lúc 7 tháng tuổi đến nay. Cũng theo ông Lợi, trong bản tường trình, cô giáo T cho rằng mình không đánh trẻ. Cô cho biết do bé ăn thường xuyên bị ói nên cô đã áp dụng kinh nghiệm của mình dùng tay vỗ vào đầu bé và đút cơm liên tục nhằm để chống ói cho bé. Hiện, Sở Giáo dục tỉnh Long An, Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa và các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ sự việc. Trước đó dư luận xã hội phẫn nộ khi xuất hiện một clip ghi lại cảnh một bảo mẫu đánh liên tiếp vào đầu và mặt bé trai khi cho ăn. Bảo mẫu trên có hành động đút liên tiếp khiến trẻ không kịp nuốt, sau đó đánh bé trai liên tiếp khiến người xem bức xúc. Ngay sau khi clip xuất hiện, dư luận đã xác định được đây là bữa ăn tại cơ sở mầm non HBH thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Cộng đồng mạng cũng cho rằng hình ảnh được ghi nhận là sự việc xảy ra lúc 7 giờ 14 phút tại cơ sở mầm non HBH thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua đó, dư luận lên án hành vi của bảo mẫu bạo hành trẻ, đồng thời bày tỏ sự bất bình trước sự vô cảm của hai bảo mẫu khác khi dửng dưng chứng kiến vụ việc mà không hề có động thái can thiệp nào. Xuân Hinh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.